Hiện nay, nhiều công trình vệ sinh trong trường học trên địa bàn tỉnh được xây dựng không đúng quy chuẩn, gây bất tiện cho học sinh và giáo viên. Vì vậy, những năm qua, Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương luôn quan tâm phối hợp và vận động các tổ chức nước ngoài cải thiện những bất cập này tại những trường thực sự khó khăn nhằm xây dựng trường học sạch đẹp, thân thiện. Công trình nhà vệ sinh cho học sinh của trường tiểu học Đại Đồng, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ. Toàn bộ mái lợp epoxy măng đã xuống cấp, nhiều chỗ gãy vỡ, nhiều cột kèo đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn và môi trường khi sử dụng. Trước những khó khăn trên, Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Pháp vận động tổ chức Hoa Trắng tài trợ kinh phí gần 300 triệu đồng để xây dựng công trình nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay hai công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vệ sinh này vừa rộng, vừa sạch sẽ và vừa thoáng mát. Sau khi cháu đi vệ sinh là có một cái hệ thống rửa tay rất là sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh. Sau khi dùng nhà vệ sinh mới này, cháu cảm thấy rất vui và thích nhà vệ sinh này. Bởi vì cháu cảm thấy rất là thoáng mát và nhà vệ sinh thì rất là sạch sẽ. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương đã vận động các tổ chức nước ngoài như Copion và tập đoàn Samchuli của Hàn Quốc, tổ chức Carpas và Hoa Trang Flau Blan Hoa Trắng của Pháp xây dựng được 7 nhà vệ sinh mới cho các trường học tại các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Bình Giang, Cẩm Giàng với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng. Chúng tôi cũng muốn là làm sao mà có thể đảm bảo được cái điều kiện tốt nhất cho em học sinh về vấn đề vệ sinh. Đối với chúng tôi thì đó là một vấn đề rất là quan trọng, bởi vì phần lớn thời gian thì các em được học tập ở trường, sinh hoạt bán trú ở trường, cho nên là chúng tôi cũng muốn là mang đến là một cái điều kiện tốt nhất về vệ sinh để các em yên tâm học. Mục tiêu chính của chúng tôi là mong muốn là các em học sinh có thể có một môi trường học tập tốt hơn, đồng thời cũng từ đó giúp cho nền giáo dục ở địa phương có thể phát triển hơn trong tương lai. Thực tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiều trường học vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh. Trong thời gian tới, Trung tâm Hợp tác Hữu nghị Hải Dương sẽ tiếp tục vận động và phối hợp với các tổ chức nước ngoài cùng chung tay cải thiện điều kiện vệ sinh cho giáo viên và học sinh, tạo môi trường học tập tốt và an toàn trong trường học.